Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Là đất nước có hàng trăm con sông chảy qua, Bangladesh đã chứng kiến lũ lụt thường xuyên hơn trong những thập kỷ gần đây. Biến đổi khí hậu khiến lượng mưa thất thường hơn và làm tan chảy các sông băng ở thượng nguồn dãy núi Himalaya. Ông Shaburana, cảnh sát trưởng thị trấn nông thôn phía Bắc, Sajadu cho biết, hai thiếu niên đã thiệt mạng trong một chiếc thuyền bị lật trong dòng nước lũ ở Shajadu. Ông nói, có 9 người trên một chiếc thuyền nhỏ, 7 người bơi đến nơi an toàn, hai cậu bé không biết bơi và đã chết đuối. Ông Biswadep Roy, cảnh sát trưởng thành phố Kurigram cho biết, ba người đã thiệt mạng trong hai vụ điện giật sau khi thuyền của họ bị vướng vào dây điện đang chảy trong nước lũ. Đầu tuần này, các quan chức cho biết, có thêm ba người tử vong trong các vụ lũ lụt riêng biệt trên khắp đất nước chính phủ Bangladesh đã mở hàng trăm nơi trú ẩn cho những người phải di rời do lũ lụt, đồng thời gửi thực phẩm cùng hàng cứu trợ đến các quận bị ảnh hưởng nặng nề ở phía bắc của đất nước. Thư ký Bộ Quản lý Thiên tai Bangladesh Kamrun Hassan cho hay, hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 17 trong số 64 quận huyện của đất nước đã bị ảnh hưởng. Ông Hassan cho biết, tình hình lũ lụt có thể trở nên tồi tệ hơn ở phía Bắc trong những ngày tới, khi sông Brahmaputra, một trong những tuyến đường thủy chính của Bangladesh, chảy với mực nước vượt mức nguy hiểm ở một số khu vực. Tại thành phố Kurigram bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 8 trên 9 thị trấn nông thôn đã bị nước lũ nhấn chìm. Abdul Gafur, một ủy viên hội đồng địa phương của huyện Kurigram thông tin, Chúng tôi sống chung với lũ lụt hàng năm ở đây, nhưng năm nay mực nước lên rất cao. Trong 3 ngày, mực nước của sông Brahmaputra đã dâng cao từ 2m đến 2m rưỡi. Nước lũ đã gây ngập hơn 80% số nhà cửa trong khu vực. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp thực phẩm, đặc biệt là gạo và dầu ăn, nhưng hiện tình trạng thiếu nước sạch đang diễn ra. Bangladesh đang trong đợt gió mùa hè hàng năm mang lại từ 70 đến 80% lượng mưa hàng năm của quốc gia Nam Á này. Nước này thường xuyên ghi nhận người thiệt mạng và cơ sở vật chất bị tàn phá do lũ lụt và lở đất. Lượng mưa khó dự đoán và thay đổi đáng kể. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến gió mùa trở nên mạnh hơn và cũng thất thường hơn. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để bịt kín đoạn đê bị vỡ tại bờ kè hồ động đình sau những trận mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng trong những ngày qua. Theo báo Sao China Morning Post, tính đến ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, khoảng 87 mét đê đã được lấp bằng sỏi, đá và các vật liệu khác. Ước tính khoảng 10.000 tấn cát đá và 18 xe tải đã được triển khai cho công tác này. Theo truyền thông địa phương, hơn 6.000 người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ địa phương cùng 610 thuyền đang tham gia tích cực vào công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã huy động một đội cứu hộ quốc gia gồm 800 người, gần 150 phương tiện và 82 thuyền đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. Bên cạnh nỗ lực về nhân lực, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đã cam kết hỗ trợ 75 triệu đô la Mỹ cho công tác cứu hộ cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Công tác bịt đê Hồ Động Đình đang được tiến hành khẩn trương với sự huy động lực lượng lớn. Tuy nhiên, tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và còn nhiều khó khăn do lượng nước lớn và thời tiết không thuận lợi. Việc đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra là ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương. Chiều dài đoạn đê bị vỡ tại Hồ Động Đình đã tăng từ 10m vào ngày 5 tháng 7 lên khoảng 225m vào chiều ngày 6 tháng 7, gây ngập lụt tại một số khu vực với diện tích lên đến 46 km vuông. Khu vực này từng xảy ra sự cố vỡ đê năm 1996. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời Phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Nam Giang Jingchun Chun cho biết quá trình sửa chữa dự kiến sẽ hoàn thành vào trưa ngày 9 tháng 7. Vụ vỡ đê ở Hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, không gây thương vong nhưng khiến 5.700 người đi sơ tán, làm ngập các ngôi làng và cánh đồng gần đó. Mực nước tại Hồ Động Đình đã tăng lên trong tuần qua do mưa lớn và vượt mức cảnh báo. Mưa lớn tại tỉnh Hồ Nam cũng khiến mực nước sông ở huyện Bình Giang dâng lên mức cao nhất trong 70 năm qua. Chính quyền địa phương đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp tối đa. Truyền thông nhà nước cho hay nhiều khu vực tại các thị trấn bị ngập lụt và người dân mắc kẹt được cứu hộ bằng thuyền. Tại Trung Quốc, Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp thành phố Hà Trạch tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày mùng 6 tháng 7 cho biết, một trận lốc xảy ra tại thành phố này đã khiến 5 người thiệt mạng, 88 người bị thương, 2.820 ngôi nhà bị hư hại, nhiều hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và hàng chục đường dây điện bị hư hỏng. Các trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện, các hoạt động cứu hộ, cứu trợ và dọn dẹp đang được tiến hành. Theo một số nguồn tin, chuyển động của cơn lốc xoáy này có thể nâng ô tô, cây cối và mái nhà lên không trung một số video do truyền thông trung quốc đăng tải cũng cho thấy cơn lốc xoáy có màu xám khổng lồ dít lên và cuốn theo các mảnh vỡ lên bầu trời đường phố vương vãi các mảnh gỗ và đá nguyên nhân xảy ra lốc xoáy là do ảnh hưởng bởi rãnh trên cao và luồng không khí nóng ẩm phía tây nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới hiện tại các chuyên gia y tế đang nỗ lực hết sức để điều trị cho những người bị thương công tác cứu trợ thiên tai khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân đang được tiến hành khẩn trương Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đã được khôi phục cơ bản. Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây, từ lượng mưa lớn gây lũ lụt chết người đến đợt nắng nóng như thiêu đốt. Đây là quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu và đã góp phần thúc đẩy biến đổi khí hậu, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu du lịch xảy ra tại thành phố ven biển Long Beach, phía nam bang California vào tối hôm 3 tháng 7. Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ Long Beach, chiếc tàu du lịch dài 48 feet, tức là khoảng 14,6 mét, đã đâm vào cầu tàu ở vịnh Alamitos vào khoảng 10 giờ tối theo giờ địa phương. Nạn nhân thiệt mạng là một nam giới trong độ tuổi từ 45 đến 50. 10 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực để điều trị ba người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra tuy nhiên các quan chức cho biết tốc độ cao của tàu du lịch có thể là một yếu tố góp phần lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin và bằng chứng để làm rõ vụ việc vụ tai nạn đã khiến cho khu vực xung quanh cầu tàu bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra các hoạt động du lịch và giải trí tại đây cũng đã bị tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới Lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân thiệt mạng là ông John Smith, 47 tuổi, đến từ Los Angeles. Ba người bị thương nặng đang dần hồi phục sức khỏe. Các nhà điều tra đang xem xét các yếu tố kỹ thuật của tàu du lịch, bao gồm tốc độ, hệ thống lái và điều khiển, cũng như khả năng sử dụng chất kích thích của người lái tàu.